Okay. Alright, hello, xin chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn. Chúng ta đã quay lại với livestream của thầy Alex. Hi guys, welcome back to my livestream everyone. Xin chào mọi người. Welcome back everyone, xin chào các bạn. Rất là xin lỗi mọi người, thầy cứ phải lên livestream muộn. Không phải là thầy vào lớp muộn thôi các bạn, mà là do cái phần mềm livestream của thầy nó cứ update ấy. Phần mềm của TikTok nó cứ update các bạn, cho nên thầy cứ phải vào muộn một xíu. Đó. Các bạn nhớ lịch livestream của thầy đó là thứ 2, thứ 4, thứ 6 lúc 11 giờ sáng mọi người nhé. Thứ 2, thứ 4, thứ 6 lúc 11 giờ sáng. Ở trên livestream thì thầy sẽ cố gắng làm hai kỹ năng mà nó khó tự luyện nhất cho các bạn học sinh, đó là kỹ năng writing cũng như là kỹ năng speaking, đúng không mọi người? Đó là hai kỹ năng mà sẽ khó tự luyện nhất, đúng không các bạn? Alright, hôm thứ tư và thứ sáu vừa rồi chúng ta đã luyện kỹ năng writing rồi, đúng không các bạn? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với kỹ năng speaking cả nhà nhé. Ok, good. So, kỹ năng speaking thì hôm nay thầy mang đến các bạn một cái chủ đề nó có tên gọi là jewelry. Jewelry nó đồ trang sức, đúng không mọi người? Thì hình như là thầy không nhớ rõ lắm, nhưng mà hình như là cái chủ đề này thầy đã, chủ đề này thuộc quý trước các bạn nhé. Tại vì tất cả những cái chủ đề quý này thì thầy cũng đã cùng giải livestream với các bạn rồi, cho nên là bây giờ thầy sẽ đi lại nhưng mà một số chủ đề quý trước đó. Thì nếu mà các bạn, nhưng mà yên tâm đi các bạn, tất cả những cái câu trả lời, tất cả những cái lần mà thầy luyện cho các bạn ấy, thì thầy đều mang để các bạn những cái câu trả lời nó khác nhau, không có một cái câu trả lời nào nó giống nhau cả đó. Bởi vì sao? Bởi vì khi thầy luyện speaking, thầy không bao giờ thầy học thuộc cái gì cả. Mỗi lần các bạn hỏi thầy, thầy sẽ có một cái câu trả lời khác, tùy theo cái tâm trạng, cũng tùy theo cái tâm trạng và tùy theo cái suy nghĩ của thầy có trong lúc đó, thầy sẽ trả lời đó. Thì thầy cũng muốn cho các bạn xem là để chúng ta có một cái câu trả lời nó hay, để chúng ta có một cái khả năng thể được cái khả năng nói tiếng Anh của chúng ta tốt, thì chúng ta nên có một cái sự linh hoạt trong cách chúng ta sử dụng ngôn ngữ. Đó, cái đấy rất là quan trọng các bạn. Alright, so let's get started everyone. Các bạn nhớ xem livestream của thầy, các bạn nhớ thả tim giúp thầy nè. Chúng ta, bạn nào chưa follow thầy thì chúng ta follow thầy mọi người nhé. Và cố gắng thả tim giúp thầy, comment thật là nhiệt tình giúp thầy nha. Bạn Minh Thắng có câu hỏi là em đang khá bí trong IELTS speaking thầy ạ. À, thế thì em sẽ phải trang bị thứ nhất là vốn từ vựng, và thứ hai là cố gắng là tập trả lời những chủ đề quen thuộc với em trước đã. Đó, 31 tháng 8 thi rồi, thế thì đăng ký học 1-1 với thầy đi em, Minh Thắng nhá. À, quên mất các bạn, cho thầy quảng cáo một xíu. À, bạn nào yêu quý thầy Alex đúng không mọi người, thì chúng ta có thể đăng ký học với thầy bằng cách ấn vào đường link trong TikTok đúng không các bạn. À, thầy có những lớp online, thầy Alex chỉ dạy online đấy các bạn. Thầy có các lớp online từ level 3.0 đến 7.5. Các bạn sẽ được học trực tiếp với thầy luôn các bạn. Thầy không có trợ giảng hay gì cả. Trực tiếp thầy sẽ gọi là cầm tay chỉ việc luôn. Đó, và bạn nào sắp thi thì chúng ta để đăng ký học 1-1 với thầy. Bạn nào chỉ muốn cải thiện kỹ năng nói thì chúng ta để đăng ký gọi là học speaking với thầy, mock test speaking với thầy. Hoặc là bạn nào chỉ muốn học viết thì chúng ta để mua gói chấm bài của thầy các bạn nhé. Đó, có rất là nhiều những cái dịch vụ đúng không? Thì đó dành những bạn mà yêu quý thầy Alex, muốn ủng hộ thầy theo một cách gọi là financially đúng không mọi người, thì chúng ta để đăng ký học với thầy mọi người nha. Ok, so let's get started everyone. Bắt đầu nhá, vào bài nhá. Chủ đề hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu đó là jewelry đúng không? Và câu hỏi đầu tiên của chúng ta có đó là do you like wearing jewelry? Các bạn nghe giọng của thầy vẫn rõ đúng không mọi người? Giọng thầy không bị nhòe đúng không? Nhà không bị quá to đúng không các bạn? So, do you like jewelry? Các bạn có thích gọi là jewelry hay không đúng không? Có thích gọi là đồ trang sức hay không? Ê, nói chung là đối với thầy mọi người, thầy nói thật các bạn là thầy không I'm not a big fan thực sự luôn. Tại bản thân thầy, các bạn nhìn tay chân cổ thầy là không có một cái dây chuyền vàng hay là cái nhẫn gì các bạn. Thầy vẫn single đúng không? Thầy không có nhẫn, không có một cái jewelry items hoặc là pieces of jewelry đúng không? Thầy không có một cái gì cả. Đó, thì thầy nghĩ là thầy sẽ phát triển câu trả lời bằng cách là thầy cứ nói thật về bản thân thôi. Just be true to myself, yeah. So thầy sẽ bảo là tôi không có gì cả, tôi không đeo jewelry. Đó, thứ nhất là nó đắt, và thứ hai là kiểu tôi cảm thấy không thoải mái chẳng hạn đi, đúng không? Đó. Nếu mà các bạn nào hay tập thể dục thì chúng ta nói ra cảm thấy đeo jewelry để không thoải mái để các bạn hoạt động, các bạn tập thể dục kiểu như vậy. Đó. Thầy sẽ thử trả lời câu này nhá. Đây là một câu trả lời mà thầy hoàn toàn không có một sự chuẩn bị trước gì các bạn ạ. Đó, thì thầy sẽ thử trả lời thôi, giống như thầy đi thi luôn các bạn. Thì câu trả lời có thể là hay, có thể là không hay, hoặc là thầy không biết, đúng không? I don't know. So let me give it a go để thầy thử nha các bạn nhé. So, do you like wearing jewelry? I'm not a big fan of jewelry, honestly. I don't wear any on me, yeah. Because, well, there are two reasons for that.
firstly, jewelry can be very expensive. Yeah, I mean, you know, some pieces of jewelry can cost a fortune, especially if you buy like diamond or gold jewelry. And the second reason for me not having any jewelry on myself is that I don't feel very comfortable wearing jewelry. I do exercise and I play sports on a daily basis. Yeah, so I don't think like wearing jewelry is something for me. Đấy, ok, ok đúng không mọi người? Jewelry là cái gì thế ạ? Jewelry là đồ trang sức em ạ. Các bạn thấy ok không mọi người? Các bạn thấy không? Thầy nói thế cũng ok đúng không? Thầy tin là thầy nói như vậy để các bạn sẽ hiểu thầy nói cái gì đúng không các bạn? Yeah. Thầy ghi ra đi đúng không? Tí nữa thầy sẽ ghi ra các bạn. Đấy là thầy vừa demo cho các bạn là ví dụ đi thi thầy sẽ trả lời như nào. Thầy sẽ trả lời như thế các bạn. Thầy sẽ trả lời như thế thôi. Đó. Nói ngược lại đi ạ là sao nhỉ? Không hiểu. Khóa speaking 11 bao nhiêu vậy thầy? Em nhắn tin riêng với thầy nhá. Bạn nào nếu thích thì sao ạ? À nếu thích thì sao? Thực ra thì thích thì sao các bạn phải hỏi bản thân mình ấy. Ví dụ các bạn nếu mà bạn nào thực sự không biết chúng ta nói gì nhá thì các bạn hãy thử nghĩ tiếng Việt xem. Xem nếu là các bạn trong tiếng Việt chúng ta sẽ trả lời sao. Bạn thích jewelry, bạn thích đồ trang sức, trang sức bởi vì sao? Ví dụ các bạn con gái thì thầy thấy các bạn học sinh con gái của thầy thì các bạn hay nói là bởi vì nó gọi là mình khi mà các bạn mặc những đồ trang sức lên, đặc biệt là khi đi ra ngoài đường sẽ cảm thấy tự tin hơn, cảm thấy là các bạn ấy gọi là có nhiều năng lượng hơn này, tự tin hơn này, hay là nhiều khi đeo trang sức thì nó cũng gọi là can ward off bad luck. Ward off bad luck có nghĩa là xua đuổi những cái vận đen ấy đó, đúng không? Làm sao phần writing hay ở phần học ở làm sao phần writing hay ở học sinh cấp 2? Nhắn tin riêng với thầy em ạ. Yes. Nói chung là có nhiều bạn rất hỏi thầy những câu hỏi rất là chung chung, thầy nghĩ các bạn nên nhắn tin riêng với thầy thì thầy sẽ tư vấn kỹ hơn. Tại những câu hỏi chung chung như vậy thì rất là khó để thầy có thể trả lời cho bạn bằng một câu các bạn. Thầy phải biết là các bạn đang ở level nào. Đó. Đúng không? Có một bạn là I'm not a big fan of fashion, thầy nghĩ là jewelry thì nó không hẳn là fashion lắm. Thế em nên nói là nói kỹ hơn là I'm not a big fan of jewelry. Đó. Thầy sẽ thử trả lời lại câu này. Cảm ơn các bạn đã follow thầy nhé, rất là nhiều bạn follow thầy đúng không? Ở Khoa Baby này, Thủy Trà, Lâm Khánh này đúng không? Như Long Chan này đúng không? Rất là nhiều bạn đúng không? Thank you các bạn follow thầy nhé. Rất là nhiều bạn, thầy không thể cảm ơn hết được. Còn mấy giống mấy ông rapper, ôi thì đưa em cứ nói ra đi đúng không? Tôi thích đeo jewelry giống mấy ông rapper ở bên Mỹ đúng không? Đó. Thầy sẽ thử ghi câu trả lời của thầy vừa rồi ra nhé. Câu trả lời này nó rất là cá nhân liên quan đến thầy thôi. Đó, nhưng mà các bạn thể thầy nghĩ là các bạn thể tham khảo. Đó, so I am not a big fan đúng không? Khi mình bảo tôi không thích cái gì đấy, I am not a big fan of jewelry đúng không? Tôi không phải là một người thích jewelry. Đó. Yeah. So I don't wear them. No, I don't wear it. No, I don't wear it on a daily basis. Yeah. Actually, thực ra thì tôi chả có. Actually, I have no jewelry at all. Tôi không có một cái đồ trang sức nào. Thầy ghi ra nó sẽ hơi khác với thầy nói một xíu nhé, các bạn nhé. Thì lại thầy không nhớ thầy nói gì các bạn. Là I have no jewelry at all. Nãy thầy có nói thế đúng không? So there are two reasons for this. Có hai lý do cho điều này đúng không? Đó, giải thích nó ra. There are two reasons for this. Reason for this. Yeah. First of all, firstly, đúng không? Firstly, firstly, you know, pieces of jewelry can cost a fortune. Cost a fortune có nghĩa là rất là đắt đỏ các bạn. Nó tốn cả một gia tài đó. Cost a fortune. And secondly, yeah, I don't feel comfortable wearing them. Đúng không? Ok chưa? Đó. Part 1 thì nói bao nhiêu là đủ ạ? Các bạn nói vừa phải cho tầm 3 đến 4 câu là ok rồi. Thậm chí 2 đến 3 câu cũng được. Đó. Được không các bạn? Đó. Thầy đi thi thì chắc là thầy sẽ chỉ trả lời đại loại như này. Có thể thầy đi thi thầy sẽ nói được dài hơn, nhưng mà thầy đang viết ra để cho các bạn gọi là tham khảo cái ý của thầy thôi. Đó. Yeah. Nào, thầy sẽ thử trả lời lại câu này để các bạn tham khảo lại nhé. Các bạn nghe giọng của thầy nói như nào nhé. Xem cái giọng của thầy này, cái phát âm của thầy các bạn nghe là có sõi hay không đúng không mọi người? Cái điều này rất là quan trọng, chúng ta phải nghe cái phát âm nữa. Đó. Các bạn nghe này. So, do you like wearing jewelry? Honestly, I'm not a big fan of jewelry, so I don't wear it on a daily basis.
Actually, I have no jury at all. I mean, there are two reasons for this. Firstly, pieces of jewelry can cost a fortune. They are very expensive, especially if you buy diamond or gold jewelry. Secondly, I don't feel very comfortable wearing them because, you know, I do exercise and play sports on a daily basis. Yeah. Vậy tôi chơi thể thao đúng không? Hàng ngày đúng không? So I don't feel very comfortable wearing them. Ok chưa các bạn? Đúng không? Yeah, so I don't really see the point of buying them. Thì tôi không biết là cái mục tiêu để mua nó làm gì. I don't see the point of buying them. Mic của thầy hay quá, cho em xin hãng được không? Saramonic em ạ. Saramonic. Yeah. Không có tự nhiên à thầy á? Không có tự nhiên à thầy là sao em? Không hiểu Việt Anh nói gì em ạ. Thầy nói không tự nhiên á em. Là sao nhỉ? Yeah, Việt Anh nói gì thầy không hiểu em ạ. Chê đúng không? Chê luôn đúng không? Yeah. Ồ, thầy rất là thoải mái các bạn, các bạn chê thầy thoải mái luôn. Thầy tại vì kiểu thầy thực ra thì không có gì giấu với các bạn, thầy đã gọi đi dạy IELTS khá lâu rồi, cho nên thầy cũng biết là cái tiêu chí mà người ta gọi là người ta tìm ở cái một câu trả lời của mình ấy mọi người. Đó. Không tự nhiên là điểm gì em đâu, thầy em nói là nói cái chuyện nói chuyện nói kiểu nói chuyện thấy không tự nhiên là sao đúng không? Đó. Học của thầy nhắn tin ở đâu? Đúng rồi, em nhắn tin qua nền tảng đấy nhá, mạnh nhá. Thầy không được nói tên nền tảng khác ra. Đó. Yeah. Thầy nói em nói tự nhiên nó thêm à ầm nữa thầy. Đấy là em đúng không? Thầy không biết em nói tiếng Anh của em như nào đúng không? Với lại em đấy là em tự cho em thế thôi, còn em phải nghe người khác nói nữa, đúng không? Đấy là em tự nghĩ là em hay thôi đúng không Việt Anh? Nhá. Yeah. Ok. Ở part 3 mỗi câu trả lời bao nhiêu phút là hợp lý ạ? Thực ra thì như này các bạn, thầy thì không thầy không đong đếm câu trả lời là bao nhiêu phút các bạn nhé. Part 1 thì chúng ta thể trả lời tầm 2 3 câu là được rồi, tại vì part 1 thực sự là người ta không cho các bạn nói nhiều đâu. Các bạn nói quá câu cái là người ta ngắt luôn. Đó. Còn trong phần part 3 á mọi người thì thầy không nghĩ là chúng ta cần trả lời bao nhiêu lâu, mà thầy nghĩ là chúng ta phải, tại vì part 3 thường là những câu hỏi rất là khó. Đó, cho nên là người ta sẽ muốn các bạn phải diễn đạt cái ý của mình nó mạch lạc, nó rõ ràng, người ta nghe nó dễ, và các bạn diễn đạt sao để cho người ta đủ hiểu là được. Đó, cá nhân là thầy là thế. Giống như là writing các bạn, nó người ta không quy định là chúng ta phải viết bao nhiêu câu, các bạn phải diễn đạt, các bạn phải giải thích, các bạn phải đưa ví dụ, các bạn phải thế này thế kia, người ta không quy định như vậy. Chúng ta viết sao để cho người ta hiểu cái ý của mình rõ ràng là được. Nhiều khi chúng ta chỉ cần nói một câu thôi là cái ý của mình đã quá rõ rồi. Bởi vì nhiều ý tưởng nó rất là đơn giản để giải thích, thì chúng ta chỉ cần viết một câu hoặc là hai câu là đã đủ để hiểu. Đó, tương tự speaking cũng vậy các bạn. Đó, cho nên là thầy nghĩ là nếu mà các bạn target ban điểm thấp hơn ấy, ban điểm thấp hơn như kiểu 6.5, 7 chấm ấy, thì mình có thể gọi là học theo một cái công thức, thầy gọi đó là công thức. Đó, nhưng mà nếu các bạn muốn có cái sự linh hoạt ấy, chúng ta nên gọi là tập trung vào cái điều mà chúng ta nói, xem là mình đang nói cái điều gì, người ta có hiểu hay không. Thầy có mấy nghề ạ? Hiện tại thầy chỉ làm giáo viên, thầy làm giáo viên full time em ạ. Nói chung là cái việc giáo viên full time thì nó cũng liên quan đến nhiều nghề nữa. Giáo viên IELTS thì nó có nhiều nghề nữa. Như thi thoảng thầy có đi quay, thầy có đi quay cho một cái đơn vị làm bài giảng IELTS, và thầy có đi phiên dịch nữa các bạn, thầy có đi phiên dịch nữa. Đó. Yeah. Nào, câu hỏi tiếp theo mọi người nhé. So, have you ever bought jewelry as a gift? Các bạn đã bao giờ mua đồ trang sức chưa, đúng không? Đó, các bạn gọi là các bạn đã có được tặng trang sức chưa, đã tặng đồ trang sức chưa? Đó, thì cái này có hai câu trả lời. Thầy thấy học sinh của thầy hay trả lời là thầy hay bày học sinh của thầy là dở cái bài nghèo ra. Ví dụ chúng ta chưa tặng ai thì chúng ta bảo là tôi chưa tặng ai bao giờ, đồ trang sức đắt lắm đúng không? Tôi là học sinh này, live on a tight budget thì tôi không có tiền để tôi mua nó. Và tương lai thì tôi sẽ mua chẳng hạn, tương lai tôi sẽ mua cái gì để chẳng hạn, thì các bạn sẽ vừa nói được là có thể quá khứ đúng không? Và hiện tại thì hiện tại không có tiền, là sinh viên không có tiền, và tương lai đúng không? Đó, thì các bạn để áp dụng có thể là 2 đến 3 thì trong cái câu trả lời này. À, nhưng mà nếu như cá nhân thầy nhé, thầy nói thật về nói thật về cá nhân thầy nhé mọi người nhé, thì thầy sẽ bảo thầy đã tặng rồi đúng không? Vì thầy đi làm rồi, thầy không phải là sinh viên nữa. Đó, thầy đi làm rồi, thầy có kiếm được tiền đúng không? Thì thầy sẽ mua. Đó, thầy sẽ nói về mua gọi là thôi nói về mẹ đi đúng không? Nói về người yêu thì có thể là nó sẽ hơi khác một xíu đúng. Nói về mẹ thì ai cũng có thể nói được đúng không các bạn? Đó. I have a meager income
mega income được các bạn, đúng không? Một cái nguồn thu nhập hạn chế Thảo Kim bạn được các bạn, em nói thế được các bạn. Yeah. Thầy hay dùng là live on a tight budget. Đó. Sống trên một cái nguồn thu nhập rất là tight, đúng không? Rất là kiểu tight. Yeah. Nào, thầy sẽ thử trả lời câu này nhé các bạn nhé. So, have you để nói câu này các bạn nên biết một số cái loại jewelry, ví dụ như là ring, nhẫn đúng không? Dễ nói đúng không? Necklace vòng cổ đúng không? Hay là bracelet vòng tay đúng không các bạn? Hay là earrings đúng không? Khuyên tai đúng không? Thì nên có biết một số từ. Đó. Thầy thử trả lời câu này nhé các bạn nhé, không hề có một sự chuẩn bị trước nhé. Hoàn toàn freestyle luôn các bạn. Thầy thử trả lời này. So, have you ever bought jewelry as a gift? Yes, of course I have. Yeah. I remember 2 years ago, I bought my mom a pair of earrings. Yeah. She was a very, I mean, she's a simple woman, and she, you know, never have anything like any jewelry for herself. So, I decided to buy her, you know, earrings. And when she received the gift, she was elated. She was over the moon. And when she told me that, you know, the pair of earrings that I bought her was her first pair, I was like, you know, I was very emotional because, like, I mean, she has done so many things for me and for my younger brother, but she, you know, has never bought anything for herself. Yeah, so I was in deep emotion. Ok đúng không mọi người? Đoạn vừa rồi thầy muốn câu nói câu trả lời nó rất là thật ra các bạn, đó cho nên thầy hơi vấp một xíu ở đoạn đấy đúng không các bạn? Nhưng mà thầy tin là câu trả lời của thầy vừa rồi nó cũng khá là mượt đúng không mọi người? Nó khá là dễ hiểu đúng không? Khá là dễ hiểu. Đó. So, thầy sẽ thử ghi câu trả lời vừa rồi thầy ra nhé, thầy sẽ làm nó ngắn gọn thôi. Tại vì đương nhiên là khi mà mình nói chuyện, khi mình viết ra thì nó sẽ hơi khác nhau một xíu. Đó. Dễ hiểu đúng không các bạn? Nó hơi vấp một xíu, thầy công nhận là đoạn vừa rồi thầy nó hơi vấp một xíu đó. Thầy nếu chèn you know nhiều quá vậy có bị sao không đúng không? À, thực ra thì nếu mà các bạn chèn you know nhiều nhưng mà cố gắng là đừng bị ảnh hưởng độ hiểu thôi. Đó. Yeah. Làm sao để part 2 không bị quá thời gian? Ở part 2 các bạn nói quá thời gian thoải mái các bạn. Đó. Yeah. Nói dễ hiểu với em là một vấn đề đúng không? À, thì có nghĩa là nhiều khi kiểu các bạn phải xem là vấn đề của mình ở đâu ấy. Hay là do là xem phát âm của mình này, hay là do... mình chưa, ngữ pháp của mình chưa tốt, mình chưa biết cái luận thành câu ra như nào ấy, hay là do mình đang luyện những câu hỏi nó khó quá. Đó. Có rất là nhiều vấn đề các bạn nhé. Yeah. Cái từ vựng của mình nữa cơ. Đó. Thầy sẽ thử ghi lại câu này nhé, thầy sẽ ngắn gọn thôi nhé. Nãy thầy giải thích gọi là về gia đình thầy nó hơi nhiều. Đó. Thầy biết là các bạn sẽ không quan tâm lắm về gia đình thầy đâu đúng không? Đó. So, have you ever bought jewelry as a gift? Yes, I have, đúng không? Yes, I have. Đó. Yes, I have. Yeah. Các bạn thì kể một câu chuyện ra đúng không? Yeah, I bought my mom, yeah, my mom a pair of earrings 2 years ago, yeah, on her birthday đúng không? Yeah. And it was, you know, her first ever pair, right? And when she received it, yeah, she was elated, right? Elated. And over the moon, đúng không? Over the moon là rất là vui luôn các bạn. Over the moon, đó, được chưa? Thế thôi đúng không các bạn? Chắc là thầy không biết nói gì đúng không? Yeah. Có thể nói về giá cả chẳng hạn nhé. Yeah. I had saved, you know, quite, I have saved some money, yeah, for this gift, yeah. And I think, yeah, it was worth it, đúng không? Đó, rất là đáng luôn. Đó, các bạn nói thêm như thế cũng được. Đó, thầy nói ngắn gọn thôi. Nhé. Yeah. Work on air được không? Thầy cái từ đấy nó không phải lắm. Thầy thấy cái từ work on air nó không phù hợp lắm. Nhé. Yeah. Bought my mom không cần giới từ. Bought my mom mua gọi là cái gì? First ever pair chứ đúng không? Bought my mom buy somebody something luôn mà em. Đâu có cần giới từ gì đâu. Nhé. Yeah. Buy somebody something luôn mà. Mua cho ai đó cái gì luôn mà. Nhé. Yeah. Các bạn nghe lại nhé, thầy sẽ thử trả lời lại mọi người nhé, các bạn nghe lại nhé. So, have you ever bought jewelry as a gift? Yes, I have. I bought my mum a pair of earrings 2 years ago on her birthday. And it was her first ever pair. And when she received it, she was elated.
and of the moon. I have saved some money for this gift, honestly, and I think it was worth it, you know. Mình nói anh mình lẫn lộn có bị ảnh hưởng đến ban điểm không em ạ? Các bạn nói action nào cũng được mọi người. Chúng mình nói action nào cũng được luôn. Đó. Thầy có phát lại live không? Thầy không có phát lại live mà. Em đang tương tác thật với thầy Alex em ạ. Không có phát lại live nhé. Các bạn đang tương tác thật với thầy luôn. Người thật việc thật luôn. Đó. À, các bạn trong tiêu chí chấm điểm speaking nó không có gọi là phải nói action nào. Đó. Không có các bạn. Yeah. Thank you Mel Mel gửi hoa hồng với thầy nhé. Thank you Mel Mel nhé. Yeah. Không có action, các bạn nói action nào cũng được, Việt Nam cũng được, Anh, Mỹ, Ấn Độ, Pháp, các thứ thoải mái các bạn. Và quan trọng là cái phát âm chúng ta phải rõ, các cái tính năng phát âm chúng ta phải rõ, âm bật này, trọng âm này, đúng không? Đó. Nghe nó phải dễ hiểu, nó có intonation nữa, đúng không? Elated nó là kiểu phấn khởi các bạn, nó rất là phấn khởi. À, khi cô nhận món quà là cô rất là phấn khởi. Đó. Ok các bạn. Yeah. Làm sao để sở hữu giọng anh giống thầy hay ạ? À? Sở hữu giọng tiếng Anh hay ạ? À? À, cái này thời gian dài lắm Tú ạ. À, các bạn thể sử dụng, các bạn thấy thể có thể gọi là gì nhỉ? Kết hợp cả hai kỹ thuật đó là active and passive method. Đó có nghĩa là cái phương pháp thụ động và bị động. Thụ động đây là các bạn xem phim thôi, các bạn xem phim nhiều và đó, nếu mà các bạn muốn gọi là thích một cái đặc biệt cái giọng nào đó của một diễn viên nào đó thì các bạn chỉ xem phim về cái diễn viên đấy. Đó. Làm như thế nó sẽ hơi chán một xíu nhưng mà nó là một cách chúng ta bị động đúng không? Ví dụ chúng ta thấy giọng của Leonardo DiCaprio giọng Mỹ rất là hay đúng không? Thì chúng ta chỉ xem phim của ông đấy thôi. À, bản thân thầy các bạn, thầy thì một cái rất là dị là thầy chỉ xem gọi là giọng Anh các bạn, thầy chỉ xem phim hay là xem TV shows giọng Anh quốc thôi. À, thầy thì một cái rất là dị như vậy. Đó. Còn active thì các bạn thể chúng ta nhại lại. Chúng ta nghe phim, chúng ta xem phim hay chúng ta học bài, chúng ta nhại lại. Đấy là một cái phương pháp học active. Thì nên kết hợp cả hai. Và đương nhiên là làm gì làm nó phải qua thời gian đúng không? Nó là kỹ năng mà các bạn muốn giỏi trong kỹ năng chúng ta phải làm nhiều. Phải làm nhiều các bạn. Nào, sang câu tiếp theo mọi người nhé. Đó, thì kéo xuống các bạn xem nhé. Cả một gia tài cost a fortune đúng không? Đại loại ý nó là đắt thôi các bạn, nó là đắt thôi. Thầy phương pháp shadowing đấy, đó là phương pháp nhại lại đấy, active, yeah. Basically is an active way of learning, yeah. So what type of jewelry would you like to buy? Cái loại đồ trang sức nào bạn mua? Đó, để trả lời câu này các bạn nên có một số những cái từ về đồ trang sức, ví dụ như là rings đúng không, rất là dễ, nhẫn này đúng không, necklace này đúng không, earrings này đúng không, gì nữa nhỉ, bracelets này đúng không, mình nên có một số cái từ. Thầy nghĩ là như này các bạn, thầy nghĩ là thầy sẽ không mua jewelry cho bản thân thầy nhưng mà thầy sẽ mua jewelry for my future wife, đúng không? Vợ tương lai đúng không mọi người? Bởi vì chắc chắn ai cũng có những cần, ai cũng sẽ gọi là get married đúng không? Và khi get married thì một trong những cái traditions đó là you need to have engagement rings or wedding rings, yeah, for you and for your partner, đúng không các bạn? Đó. I often look for an Apple Watch because Apple Watch nó không được tính là jewelry em ơi. Apple Watch thì thầy nghĩ nó là kiểu fashion accessory. Yeah. Thì nó sẽ đúng hơn. Đó. Apple Watch nó không phải là jewelry. Jewelry là đồ trang sức. Đồ trang sức là những cái vàng bạc, kim cương ấy, kiểu kiểu thế các bạn. Đó. Thầy sẽ thử trả lời câu này nhé. Thầy nghĩ câu trả lời này các bạn thể relate với thầy này các bạn này. Với câu trả lời của thầy. So what type of jewelry would you like to buy? Right. I think in the future, I would buy a wedding ring, actually a pair of wedding rings, yeah? So one for me and one for my future wife. You know, as a tradition, when you get married, I think like it's a must. I mean, you know, wedding rings are a must-have item, yeah, in order to get married, right? Yeah, when you exchange vows with your partner, and you would have to exchange rings as well, right? Ok, đúng mọi người, đoạn vừa rồi thầy nói hơi vấp đúng không các bạn? Thầy đang không bị tập trung các bạn, không tập trung, nói linh tinh đúng không? Các bạn sẽ thấy kiểu chúng ta, kiểu bản thân tiếng Việt ấy mọi người, nhiều khi chúng ta nói chúng ta sẽ bị linh tinh đúng không các bạn? Đó, thì điều này hoàn toàn bình thường trong tiếng Anh ấy. Với lại các bạn nhớ là trong IELTS ấy, người ta không chỉ giám khảo, người ta không soi các bạn, gọi là từng câu như vậy đâu, người ta chấm điểm, người ta trong speaking nhá, nhiều bạn hay bị nhầm nhất là nghĩ là part 2, part 3 là quan trọng hơn part 1. Không các bạn, part nào cũng quan trọng thôi.
Đó, cho nên là người ta sẽ chấm điểm dựa vào cái overall performance. Nếu mà chỉ có một hai câu mà chúng ta gọi là bị tạch, hay là chúng ta nói chúng ta cảm thấy bị mất tập trung chẳng hạn, thì cũng đừng bị quá kiểu stress các bạn. Đó, điều này hoàn toàn bình thường. Bản thân thầy nhớ thầy đi thi cũng thế mà. Thầy đi thi, thầy để nhớ lần đấy thầy đi thi bắt ba một câu thầy cũng trả lời được các bạn. Thì điểm thầy vẫn ok mà đúng không? 8.8.5. Đó, lúc thì 8.8.5. Nó kiểu kiểu như vậy. Đó, thì điều này hoàn toàn bình thường các bạn. Đó. Đó, thầy sẽ thử ghi lại câu trả lời này mọi người nhé. Câu trả lời này ra nhé. Đó, so I think I will buy a pair of wedding rings, đúng không? Wedding rings, nó một cặp nhẫn đôi đúng không? Yeah. So one for me, đúng không? Cho bản thân tôi. And one for my partner, đúng không? Cho hoặc là for my future wife, đúng không các bạn? My future wife. Yeah. So as a tradition, when one gets married, yeah, they need to have, you know, a wedding ring. You have to exchange. You have to exchange. Trao đổi nhẫn đúng không các bạn? Exchange wedding rings. Yeah. You know, with their partners, right? So possibly, yeah, a pair of wedding rings. Yeah, maybe diamonds, maybe gold. Yeah, it depends. Yeah, maybe I would buy, you know, diamond. Yeah, có thể là kim cương đúng không các bạn? I would buy diamonds or gold rings. Yeah, well, honestly, it depends. Yeah, cho phụ thuộc đúng không? Yeah, it depends on my budget, honestly. Đó, tùy có tiền hay không đúng không các bạn? Đó, đâu phải cứ muốn là được đâu các bạn. Yeah, ok chưa? Đó, thầy ở kênh IT không ạ? Có em ơi. Các bạn, chúng ta đăng ký học với thầy thì chúng ta ấn vào đường link trong TikTok của thầy mọi người nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bạn nào mới đến livestream của thầy lần đầu tiên thì các bạn cho thầy ủng hộ thầy một follow các bạn nhé. Follow kênh của thầy mọi người nhé. Đây là một cái nguồn động lực rất rất là lớn để cho thầy Alex để tiếp tục lên giao lưu với các bạn đúng không mọi người. Đó, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bạn nào yêu quý thầy Alex hơn đúng không? Muốn ủng hộ thầy Alex bằng một cách gọi là financially đúng không mọi người? Thì chúng ta có thể ấn vào đường link trong TikTok để chúng ta đăng ký học với thầy Alex nha mọi người nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cheers guys nhé. Yeah. Và trong gì nhỉ? Thầy Alex có những lớp online, thầy chỉ dạy online các bạn. Từ level 3.0 đến 7.5. Đó, và thầy có một số lớp 1:1 dành cho các bạn mà sắp thi mà gọi là chưa biết sắp thi đúng không? Hoặc là chỉ cần cải thiện một vài cái kỹ năng mà chúng ta đang yếu thôi. Đó, thì các bạn để đăng ký học 1:1 với thầy. Còn bạn nào mà chưa vội thì chúng ta đăng ký học theo lớp. Lớp của thầy từ 4 đến 10 bạn đó các bạn. Thầy không dạy đông được. Thực sự các bạn nói thầy không dạy đông được các bạn. Đó. Thứ nhất là không chất lượng, và thứ hai là thực sự là kiểu nó cứ kiểu gì ấy, kiểu thầy không take care được từng bạn ấy. Đó, kiểu nó không có một cái connection kỹ ấy. Đó. So, câu hỏi cuối nha mọi người nhá. Câu hỏi cuối nha các bạn. Đó. What type of jewelry is most popular in your country? Cái loại trang sức nào sẽ là phổ biến nhất đúng không các bạn? Đó. Thì cái này thì một là chúng ta phải nói về nhẫn đi đúng không? Các bạn thầy nghĩ là nhẫn là dễ nhất bởi vì nó là cái phong tục khi mà chúng ta gọi là get married, tie a knot đúng không? Tie the knot. Tie the knot cũng là một cách để nói get married các bạn. Đó. Khi chúng ta tie the knot thì chúng ta cần wedding rings or engagement rings đúng không? Nhẫn cưới hoặc nhẫn đính hôn đúng không? Đó. Hoặc là các bạn nữ thì chúng ta thầy bảo là vòng tay đi mọi người, bracelets nhé. Thầy dùng Notion đúng không em ạ? Thầy dùng Notion các bạn ơi. Đó. Các bạn dùng nền tảng nào cũng được mà, các bạn dùng các phần mềm viết đánh chữ văn bản bình thường cũng được mà các bạn. Đó. Thầy sẽ thử trả lời câu này các bạn nhé. Thầy nghĩ là kiểu cái này cũng có thể na ná câu trên cũng được, các bạn nào có thể tham khảo câu trên cũng được, cũng có thể trả lời cho câu này cũng được. Đó. So what type of jewelry is most popular in your country? Cái loại trang sức nào phổ biến nhất đúng không? Well, as I mentioned earlier, I'm not a big fan of jewelry, so I don't think I could give you a precise answer. But I think like for girls and women, I think bracelets are the most popular. Yeah, and maybe for wedded couples, I think like engagement rings or wedding rings, yeah. Because you know, when someone ties the knot, yeah, they need to have like wedding rings, right? Something like that, I think, yeah. Ok đúng mọi người, hai thứ đấy thôi đúng không các bạn? Đó. Chắc chắn đi thi người ta sẽ không để cho giám khảo sẽ không để cho gọi là
Giám khảo sẽ không để cho các bạn trả lời dài giống như thầy vừa nói đâu các bạn. Chắc chắn đi thi người ta sẽ bắt một, người ta không cho trả lời dài thế đâu. Nhưng mà các bạn luyện ở nhà chúng ta cứ thoải mái nói đi các bạn, chả ai cấm đúng không? Đó, cứ thoải mái diễn đạt, trong đầu mình có gì mình cố gắng nói ra. Đó. Có một cái phương pháp học của thầy các bạn để chúng ta luyện nói là chúng ta nên gọi là ghi âm lại bản thân mình nói. Ghi âm lại để xem là mình xem là các bạn ghi âm mình nói xem là xem nghe lại xem mình có hiểu không đúng không? Các bạn ghi âm lại nhé, có một kiểu này nhá. Chúng ta ghi âm lại nhá và nghe lại cái ghi âm của mình xem là thứ nhất là bản thân chúng ta có dám nghe giọng chúng ta không. Đó. Và thứ hai là chúng ta nghe lại xem là chúng ta có hiểu chúng ta nói gì không. Nếu mà các bạn không dám thì chứng tỏ là các bạn đang phát âm của bạn đang chưa tốt đúng không? Các bạn cảm thấy là mình nói này chắc là chả ai hiểu mình đâu đúng không? Thì nên đi học các bạn. Đó. Và thứ hai là các bạn dám nghe nhưng mà nghe nhiều khi chúng ta không hiểu các bạn, hoặc là chúng ta nghe chúng ta thấy cảm thấy vẫn chưa sướng, nghe nó vẫn chưa có một cái mức mà hài lòng ấy, thì cũng nên đi học các bạn, bởi vì sẽ có người ít nhất giống như thầy đúng không, kinh nghiệm hơn đúng không, nghe được chúng ta biết gì và hiểu luôn được cái ý chúng ta muốn diễn đạt luôn, thì thầy sẽ hỗ trợ các bạn diễn đạt nó kiểu ngắn gọn hơn, xúc tích hơn. Đó, bởi vì nhiều khi nói tiếng Anh mọi người nó cần gọi clear and concise, nó cần rõ và ngắn gọn, đấy cái tiêu chí nó rất là quan trọng luôn. Đó. Thầy sẽ thử ghi lại cái câu trả lời của thầy vừa rồi nhá. Câu trả lời thầy ghi lại thì nó sẽ hơi khác cái thầy diễn đạt vừa rồi, bởi nhiều khi trong lúc nói thì mình sẽ freestyle, mình sẽ hơi bay bổng một xíu. Đó, có focus quý 3 chưa? Chưa có em ạ, chưa có quý 3 hết tháng này em ạ. So what type of jewelry is most popular? I think for girls and women đúng không? Cho phụ nữ và con gái đúng không? Thì vòng tay đúng không? Thầy không phải là thầy không biết nhiều về đồ trang sức, thầy sẽ đoán thế thôi. I guess cũng được, for girls and women's bracelets are the most popular. Yeah. Because you know I often see them wearing the, you know, yeah, đúng chưa? When they go out. And for wedded couples, yeah. Wedded couples, cho các cặp đôi cưới đúng không? Yeah. Couples. It would be wedding rings or engagement rings đúng không? Để cho các bạn ngắn gọn này thôi đúng không? Yeah. Thầy không biết nãy thầy nói gì quên rồi các bạn, thầy sửa lại một xíu nhé. Quan tâm đúng không? Đây. Đây các bạn xem lại chỗ này nhé mọi người nhé. So what type of jewelry is most popular in your country? I think for girls and women, bracelets are the most popular because I often see people wearing them when they go out. Yeah. And for wedded couples, I think it would be wedding or engagement rings. Yeah. So, because as I mentioned earlier, mình để nối về cái phía trước này. Đó. As a tradition, so when one gets married, they need to exchange wedding rings with their partner. Yeah. Thầy ơi, thầy đang chỉ đăng ký. Well known không ok em ạ. Well known không được em ạ. Well known là được biết tới. Cái này có được biết tới đâu, đây người ta hỏi về phổ biến. Các bạn dùng common hoặc là popular thì ok nhá. Prevalent à? Prevalent cũng được. Prevalent hay dùng nó xu hướng, thịnh hành hơn. Dùng nó xu hướng hay hơn em ạ. Các câu hỏi speaking có lặp lại không ạ? Có em ạ. Thầy ơi, bình thường thầy đăng ký trước mấy ngày? À, tùy các bạn ấy các bạn. Nói chung là tùy ấy. Có thầy có lần thì thầy đăng ký trước 3 tháng cơ. Đó. Có lần thầy đăng ký trước 1 tuần. Chứ mà cái này tùy đó các bạn. Chúng ta đi đăng ký lúc nào cũng được. Có lịch thì đăng ký thôi. Prevalent thầy thì không dùng prevalent đâu. Thầy cảm thấy nó không phù hợp lắm. Thầy dùng popular hoặc là common. Các bạn dùng common cũng ok. Alright, so ok chứ nhỉ các bạn nhỉ. Ok không nhỉ. Dễ hiểu đúng không mọi người. Các bạn nhớ lịch livestream của thầy mọi người nhé. Đó là thứ 2, thứ 4, thứ 6 lúc 11 giờ sáng cả nhà nhé. Thứ 2, thứ 6 lúc 11 giờ sáng. Và bạn nào muốn đăng ký học với thầy đúng không? Thì chúng ta biết làm gì đúng không mọi người? Braces là gì? Braces là vòng tay em ạ. Vòng tay. Đó. Đăng ký học với thầy chúng ta ấn vào đường link trong TikTok của thầy các bạn. Thầy có các lớp từ level 3.0 đến 7.5 và các lớp 1:1 và các lớp speaking mock test 1:1 dành cho các bạn mà sắp đi thi mà chưa tự tin lắm về kỹ năng speaking, thì chúng ta để speaking với thầy một vài buổi. Hoặc là bạn nào gọi là có kỹ năng viết tốt rồi thì chúng ta có thể gửi bài cho thầy để thầy sẽ chấm cho các bạn. Đó. Các topic câu hỏi này kiếm ở đâu? Em nhắn tin thầy gửi cho em bộ đề dự đoán đúng không ạ? Đây là trong bộ đề dự đoán quý này thầy tổng hợp thôi các bạn, thầy cứ lên mạng thầy tổng hợp thôi.
có một số trang ấy. Các bạn nào mà chưa có bộ đề dự đoán chúng ta nhắn tin với thầy, thầy gửi cho các bạn. Đó. Thầy dịch câu cuối đi thầy đúng không? À, và cho các cặp đôi đám cưới này đúng không? Thì nó sẽ là nhận cưới hoặc là nhận đính hôn. Đó. Ok chưa các bạn? Lịch livestream của thầy nhá, thứ hai, thứ tư, thứ sáu lúc 11 giờ sáng các bạn nha. Thứ hai, thứ tư, thứ sáu lúc 11 giờ sáng. Thì thứ tư chúng ta sẽ luyện writing task 1 mọi người nhá. Đó. Thứ sáu chúng ta sẽ luyện writing task 3. Okidoki. Ok không nhỉ? Yeah. Thầy live đến mấy giờ? Thầy live đến bây giờ em ạ. Bây giờ thầy chuẩn bị tắt livestream. Học phí bao nhiêu vậy thầy? Em nhắn tin riêng với thầy nhé. Thầy thứ nhất là thầy không tư vấn học phí qua trên mạng các bạn, tại vì thầy thấy là nó nghe nó cứ không đúng đối với thầy ấy. Thầy cảm thấy nó không đúng, mặc dù là nhiều người tư vấn học phí nhưng mà thầy cảm thấy nó không đúng. Thì các bạn nên nhắn tin riêng với thầy. Đó, với lại mức học phí của thầy nó sẽ theo level. Bởi vì sẽ có những level, ví dụ level thấp thì sẽ đương nhiên là không cần phải chữa bài đúng không? Thì học phí nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà khi level cao tầm khoảng intermediate, tầm khoảng 5 chấm trở lên ấy, thì sẽ cần phải chữa bài nghe, chữa bài nói, cho nên học phí nó sẽ cao hơn. Đó, cho các bạn nên nhắn tin riêng với thầy. Với lại thầy xem các bạn trình độ như nào đúng không? Thì thầy mới tư vấn khóa học phù hợp được. Đó. Thầy chỉ dạy online thôi em ạ, thầy chỉ dạy online thôi. Thứ hai luyện cái gì? Thứ hai luyện speaking em ạ. Thứ tư là rank task 1 và thứ sáu rank task 2 các bạn nhá. Okay, okay everyone. That's good chứ. Yeah. Cảm ơn các bạn đã đón xem livestream của thầy đúng không các bạn? Và bạn nào chưa follow thầy, chúng ta follow thầy nha mọi người nha. Alright, thank you very much everyone and I'll see you guys later. Maybe on Wednesday, yeah? See you guys on Wednesday. Alright. Cheers guys. Chào các bạn. Bye guys. Take care everyone. Chào các bạn nha. Yeah.